Cho ra ngoài luôn hay sao? Ra ngoài cho nó toàn bộ là inox 304 hết luôn á. Nguyên mấy nó chỉ còn một cái bơm bệnh viện nào chưa là xong. Nội mà bây giờ em đi 140 triệu mà em đi mua inox không là không đủ tiền rồi. Inox 304 á, cái căn kỹ lên mà đi mua là chưa đủ tiền rồi đó. Nó phức tạp lắm nên nhiều người họ không có hình dung được. Đó, nó khác với công nghệ thổi gió hồi xưa các em biết rồi đúng không? Mấy công ty cũ mà làm cái tháp cao cao rồi phun xuống á, cái đó công nghệ cũ rồi. Đó. Cái máy anh làm thì hai cái bầu này, hai bên nhá. Nó mình nó nhỏ. Hệ thống tự động hết. Thì nói chung là cái quy mô của em mà bán gọi như là hộ gia đình thì anh nghĩ này ok đã, công suất ok đã. Cứ một lần chạy một can, ngày chục can là em cũng ngon rồi. Đúng không? Nó mới bơm gắn như là gắn dưới này hả? À. Đây. Cái bơm này bơm nó mắc lắm à. Bơm nó đắt lắm á, bơm bánh răng á em. Đầu inox á. Cái bơm đó là bơm cái bồn vô anh. Cái bơm luân chuyển nói chung là lúc đó anh sẽ gắn thêm sau. Ừ. Tại vì thiếu bơm nó không có chạy được. Cũng mấy cái này là xài một pha hay ba? Cái này một pha nhưng mà cái đầu này 380 là ba pha nè. Tại vì nói chung điện thì mình ra sẵn cái trụ cho em rồi. Ừ, em chỉ có nộ bật công tắc lên thôi. Công tắc đèn. Ừ.